Chúng một đời thời bắt đầu bọn này, chỉ cả bọn na, mình bắt gặp thấy sự tâm niệm đã trôi chật công chúa yêu đái đã miên tâm hồn thầm tràn tiền nội tệ, bắt tôi bay chỉ về miên cầm lang khang nhà na có đói. Hãy đối chiếu hỏi, tới con hồn Jesus ban xâm lại chật thưa cả bệnh trên trong đoạn cả mũi tiệt, tại Astrago OOG Sophirus S, đào vì mũi này, sát nạc nông một đào GX Pramroy PGW. Vì cứ chỉ công chúa yêu đại bộ phép gaming cầm rác đáng, ta miễn phát tục nơi là khả nạ xâm bạc lùm đạp công pool, đối chiếu graphic card RTX mà pay dưới, robot Nvidia. CPU Intel trong đoạn tiệm 9, nâng mong bẹt nơi refresh rate ở cọng rồi hốt đọt từ 240Hz nọ. Nhiều rung tới, mình tốt bị đẹp xa tu khuôn ở miền miệt tội lùm ôm hói, vì có ai bầm ra cả nghề dương bàn giang lọ bỏ xa, lỡ bị ca rộng bừng tục thêm tiệt phong. Dù sự đầy nẹ tầng ọc này, xóa có một căn video bằng hành bị công chủ tờ yếu đáy bộ phết Asus ROG Sophirus S 3 thông mây bị Campbell Report. Nhưng, nó bóng dương một mơ bị rạch nà bọt bỏ vị trình muôn sân, tại bà bà dương mật thuộc score công chủ tờ yếu đáy đồ Sophirus rụt hỏi nữ, viên nâng mình sẽ chỉ miền ở vầy phái khăn xâm rạp nẹ lại. Đói cùng rộp kháng lừa rồi bỏ viên ní, thua lang bị đại ở lời mình nhóm, miền mốt nam cắt cần đá bị trung mà kháng từ trung mà kháng tiệt, nằm bay bàn tham ra chừng nạ bọt ai càng tại tẹ tiền. Trong phần này kháng xâm ní cứ chưa rụt đầm nàng ai mạng ở ổ chí, đã miền lốt chơi nơi bò cổ hòm lầm ổ riêng rõ bếp để dân bà pra computer mà đòn. Thua viết càng tại cuối chạp ở rõm thay mùi cầm rạch tiệt. Hai đồng bấy thua ai công chủ tờ yếu đại mùi ni miền cầm rạc đáng, prom tàng nghi bệnh trên cầm đại bì mà xin kháng khăn nông tiết nữ, ai xúc bàn pra cầm đất chân này bỏ đất, đã lướt ba rồi bỏ bì làng, nở bê đầy dưỡng ba cầm rộp. Đôi chân này chờ rõn cho các đại của tranh bàn giang rồi hát, nâng miên bàn thaym cổ rộp lương RGB bì kháng krom giang sros át thaym tiết phong. ROG Sophirus S, mô đào GX Pramroy PGW ni, miên cầm rạc trâm tại đọc đồng bấy chơi pram 4mm bằng nọ. Nóng miên tầm ngôn trầm tại 2kg. Thua viết xa xong nâng computer gaming notebook muối đã miên côn nộp hiệp lật của bố. Nóng miên là rõm bê đại chạp cánh thà, bất chứa bật nợt mềm tên. Lời bình ní, dân tự bàn chùm rửa bò chùm luôn bí xâm rạp ảo chứa rớt. Đó viết miên bò xo riêng sửa điên nâng bò tạc bạ. Để trái chùm mùi nâng nẹ bóng bình càng nghe chán, nâng chia sơ nì sạch chì đam. Rí ai chùm rơ bọc mai mùi tiết đã dương cùng bông tại đạo bóng hai ní. Vì cho tới khăn ông chùm nóm nẹ gà mơ, rứa con nẹ đã cho chất bò cỏ mai tay mà đông. Chùm bố cân lại đã dương xâm lần mơ sơ tay rồi hốt nú. Có sát nơi khăn ông lạc nạ xùm bạch cùng bố rồi bọc công chủ tờ yếu đại mùi ní. Cứ khi nhóm chăng xùm đại từ lời cỏ bọn tè bóng hai đã bỏ vi. Đó viên miên tùm hôm thông đo tờ đọc pram chọc pram mùi yên, nơi xa kem clay bị chùm hiến, nâng nơi kháng lớn trâm ta pram mùi chọc 2mm. Hào viết ai bằng hai rụp hiệp lưu cầm rật Full HD, pra bằng tè bằng hiệp IPS miên sập hiệp bỏ đất cho bác. Hai có ai bằng hai bàn trâm trời lõ rồi hốt đo tờ cầm rật mùi rõi phía rõi, nơi lớn sRGB phong đài. Mà dạng tiết ạc rõng mùi ní có ai rốt bàn nơi lưu bươn refresh rate đo tờ 240Hz, bộ rung tăng bởi chạy cả về chiều chi xin tiết nữ, viết bất chìa rõ hạ toàn chật, nâng mần thua dương bài bìa lại, chỉ bị xếp bê để ổ cắt tổng bộ website, rưu nơi lưu ạ tập bọt nam mùi chế đàm. Ok, bà mơ chăm bì một ạc rõng rõ bỏ viết, ta nè tặng ọc ní miên chà bà rõm khơi nhỏ với Play Diod, nữ đầy xa tại việc mình chọp một chùm mùi tình nâng camera bị khăn ông tuổi còn một sạp lại. Đó Asus bắt màn thêm camera bộ phết webcam cầm rọt Full HD bị khăn cài ở một chùm nụ vinh, nằm bấy ở dưỡng tục hai video call rưu ca nghe chăm bạch nà mùi bên. Ôm chùm mùi nâng cảnh chọp bằng hai bàn đặt cho bà khăn lưu hói, viết có tổ tù bàn nữ bà bằng bông xùm lên sẵn sẵn cầm rọt bằng pi chạch mùi, đã thất nơi xong kháng bạch khăn cầm đi phong đài. Đó viết miên phía mức chùm mùi tình nâng bạch chạy cả vị trí Smart AMP, chui cầm mọi bài xùm lên nơi bê đại dương bạc việc khăn. Tụ bây cầm rật bạc bọc trên bì viên nơi riêng sư tư bần tạch mến, tại khi nhóm cho chất nâng côn hợp hiệp xùm lên chung với anh bạp sẵn sau nơi bỏ viên, bọn tên ai bằng trên xùm lên bàn lưu khăn đi tại mà đòn. Ai lấy dương nghiệm một mưu bạc ở bên cả đá chơi bình mà đông. Đã viết ra bàn thuê làng bị cho rằng bộ phết kết bỏ khám mạc đọt xuất, copy cùng rộp rồi bỏ viê. Ní có đầm bầy chui cắt màn thoi tùm ngôn này càng tài xa ra, tham tên mình nghĩ ai bỏ lạc nâng xin nàm riêng đáy, đốt chia tu rồi lâu nụ tê. Cả đá chơi RGB rồi bỏ viê miên cổ rộp cho tựa score rồi hát, hàm miên xâm lấy xin ngát nâng miên chân lọt đạch đạch bì khí lầm ôm. Ní bà tam bọt bì sao rồi bỏ khí nhóm, đã bàn pra viê vi nơi kháng lớn, dương có tổ bàn crop hotkey chùm nôn buôn bằng thèm tiệt. Đôi chìa bụi tông bằng thoi nâng bụi tông đồng đáng xâm lến, bụi tông bất nâng bạc mic. Đã viên miên bởi dõi bằng pot nơi bê đầy dương nì dây chùm mùi nà mà nè, rưu nơi khăn ông bê lên gàm tay mà đòn. Hai bụi tông nằm miên rút xì nhà ROG trong cõi ní, nâng thuốc cả ba cam vị thi bình nật mà xin chún, ôi càng tài lươn chương môn thèm tiệt.
ដោយឡែកខ្ញុំនៅតែចូលចិត្តប៊ូតុងបិទបើកម៉ាស៊ីនមួយនេះព្រោះថាវាត្រូវបានរចនាឡើងជាមួយនឹងរូបរាងគួរឲ្យទាក់ទាញដដែល ដោយវាមានផ្ទៃរៀបស្មើរអិលងាយស្រួលអស់បញ្ជាជាមួយទៅនឹងរាមដៃយើងនិងទទួលស្គាល់បានកាន់តែលឿនផងដែរសម្រាប់រុនដំណប់ជាប់នៅចំហៀងខាងឆ្វេងយើងទទួលបានរុនបញ្ចូលថ្មចំនួន1រុន Ethernet រុន HDMI រុន USB 3.2 ចំនួន 2 ចំនួន 1រុនមិច 1ហើយនិងរុនដោតកាស 1បើផ្នែកខាងស្ដាំយើងឃើញមានរុនចាក់សោ 1 នៅផ្នែកខាងលើរុន USB 3.2 ចំនួន 2 ចំនួន 2 និងជាពិសេសជាងគេនោះ គឺរុន USB Type-C ចុងក្រោយនេះដោយវាមិនត្រឹមតែដើរតួជារុន Display Port 1.4 ប៉ុណ្ណោះទេព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យយើងបញ្ចូលថ្មចេញពី Power Bank ណាដែលមានថាមពលខ្លាំងថែមទៀតផង ASUS ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថា មកជាមួយទៅនឹង graphic card ប្រភេទ Nvidia GeForce RTX 2070 ជាមួយនឹង VRAM ដល់ទៅ 8GB ឯណោះវាក៏ភ្ជាប់មកជាមួយនឹង RAM ទំហំធំ 16GB ប្រភេទ DDR4 សម្រាប់ឲ្យយើងបើកកម្មវិធីបានច្រើនហើយយើងក៏អាចបន្ថែម RAM ដល់ទៅ 32GB បានថែមទៀតចំពោះផ្នែកអង្គផ្ទុកទិន្នន័យយើងទទួលបាន SSD ទំហំ 1TB តែម្ដងធ្វើឲ្យរយៈពេលបើកកម្មវិធីឬក៏ហ្គេមនិងផ្នែកឯកសារនានាបានកាន់តែលឿន ដើម្បីជាការតេស្តកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាថាតើវាខ្លាំងយ៉ាងណានោះអញ្ចឹងយើងបានដាក់ក្រាហ្វិកខ្ពស់បំផុតទៅលើហ្គេមចោលលួចឡាន GTA 5 ហើយវានៅតែអាចអស់បានដល់ខ្ទង់50ទៅ60ហ្វ្រេមជានិច្ចដដែលនៅត្រង់ខណៈពេលដែលបើកបរហើយក៏អាចឡើងដល់ 70ទៅ80ហ្វ្រេម ផងដែរនៅទីកន្លែងមួយចំនួន ជាការប៉ុណ្ណាបើយើងចង់បានកម្រិតហ្វ្រេមខ្ពស់ជាងនេះទៀតគ្រាន់តែទម្លាក់ក្រាហ្វិកមកទាបបន្តិចទៅជាការស្រេចបន្ទាប់គឺជាហ្គេម Call of Duty វគ្គសង្គ្រាមលោកលើកទី 2 ដោយយើងឃើញថាហ្វ្រេមឡើងចុះពីចន្លោះ70ជាងទៅ90ហ្វ្រេមជានិច្ចសម្រាប់ក្រាហ្វិកកំណត់ដល់ហើយដែលវាអាចអស់រួចគ្មានជួបបញ្ហាអ្វីឡើយហើយចុងក្រោយគេគឺជាហ្គេម The Witcher 3 នៅលើហ្គេមមួយនេះយើងបានដាក់កម្រិតក្រាហ្វិកដល់ទៅអ៊ុលត្រាតែម្ដងដល់វានៅតែអាចរត់បានដល់ខ្ទង់60ហ្វ្រេមផងដែរជាមួយនឹងពេលឆ្លងវគ្គខ្លះអាចឡើងដល់70ហ្វ្រេមជាងដូចគ្នាចំពោះហ្គេមធំៗភាគច្រើនដល់ទៅទៀតយើងក៏រំពឹងទុកថាវានឹងអាចអស់បានដែររហូតដល់កម្រិតក្រាហ្វិកខ្ពស់ថែមទៀតផងវាមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងដុំសាកកម្រិត 230W ដែលចំណាយពេលខ្ទង់1ម៉ោងកន្លះដើម្បីបញ្ចូលថ្មពីដល់ភាគរយរហូតដល់ 100% ពេញ ហើយវាអាចកម្ដៅយើងបានជិត 3 ម៉ោង ទើបត្រូវបានបញ្ចូលម្ដងទៀតនេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូទៅដូចជាការលេងអ៊ីនធឺណិតបណ្ដាឬក៏មើលវីដេអូបណ្ដាជាដើមដោយដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់រួចពីខាងដើមមកហើយថាវាក៏អាចបញ្ចូលថ្មតាមរយៈរុន USB Type-C នេះបានដូចគ្នាដែលគ្រាន់តែតម្រូវឲ្យយើងមានPower Bank កម្លាំងខ្លាំងមួយសរុបមកវិញ ROG Zephyrus S Model GX502 GW នេះពិតជាកុំព្យូទ័រយួរដៃប្រភេទ Gaming ដ៏ល្អមួយ វាមានការឌីហ្សាញបែបលក្ខណៈស្ដើងនិងរាងស្រាលបន្តិចមែនតែក៏នៅអាចច្របាច់បញ្ចូលគ្រឿង hardware ខ្លាំងៗបានដដែល ខ្ញុំចង់និយាយអំពី CPU និង GPU លំដាប់កំពូល មាន RAM ធំ មានទំហំផ្ទុកច្រើន និងមានអេក្រង់កម្រិតខ្ពស់ត្រជាក់ភ្នែក បង្ហាញសាច់ពណ៌បានម៉ត់ច្បាស់ល្អ ក៏ដូចជារីហ្វ្រេស រ៉េតដល់ទៅ 240Hz នេះឯង យ៉ាងណាមិញ វាក៏នៅមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួន ដែលអាចអ្នកទាំងអស់គ្នាពិចារណាបានដែរ ដូចជាវាគ្មានរុនឲ្យដាក់ SD card មកស្រាប់ និងគ្មានរុន Thunderbolt 3 នោះទេ អញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើកុំព្យូទ័រយួរដៃប្រភេទ gaming ថ្មីមួយនេះ អាចសាកសួរបាននៅតាមហាងកុំព្យូទ័រនានានៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាយើង ដែលវាមានតម្លៃដាក់លក់ខ្ទង់ 9,079,000 រៀល ឬប្រហាក់ប្រហែលនឹង 2,449 ដុល្លារ ជាចុងក្រោយសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀត